Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim Bí ẩn hành tinh chết. Các bạn có thấy cô gái này không? Cô ấy gấp rút vào phòng mổ để sinh em bé. Nhưng sao không thấy em bé đâu cả, mà chỉ thấy một quái vật được gấp ra từ bụng của cô ấy. Mà con quái vật này hình dáng như một con mực vậy. Cô hoảng hốt vội đóng nắp buồng mổ, thả khí nitơ để giết chết con quái vật kia đi. Tại sao một cô gái lại có thể sanh ra một con mực được? Bởi vì cô ấy đã bị trúng độc của người ngoài hành tinh. Vậy loại thuốc độc này lợi hại đến mức nào? Nó là một loại virus cực kỳ nguy hiểm, nhưng con người chỉ phát hiện ra nó là một loại chất lỏng màu đen sền sệt. Vậy người ngoài hành tinh tạo ra loại chất này để làm gì? Mời các bạn cùng Sakura xem review hôm nay nha! Hàng triệu năm trước, núi và sông ở địa cầu rất hùng vĩ, nhưng không có bất cứ sự sống nào. Một ngày có một chiếc phi thuyền hạ cánh xuống, một người khổng lồ da trắng với cơ bắp sáu múi mờ lem xuất hiện. Anh ta cẩn thận mở một chiếc hộp ra, bên trong là một chất lỏng gì đó dạng hạt và uống nó không chút do dự. Đột nhiên cơ thể người đàn ông bị đứt ra thành từng đoạn, cấu trúc DNA trong cơ thể anh ta cũng lập tức bị phá vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, rồi bị cuốn vào dòng nước, từ đó tế bào con người được sinh ra, phát triển tạo ra thế hệ loài người của ngày nay. Đến năm 2089, hai nhà sinh cổ học Charlie và So, trong một hang động khảo cổ ở Scotland, đã phát hiện ra bức bích họa khoảng 35.000 năm trước, bên trên khắc hình một người ngoài hành tinh có thân hình khổng lồ, tay chỉ về thiên hà xa xôi, So đoán rằng nó muốn loài người tìm đến nơi đó. Nơi đó chính là hành tinh LV-223 cách trái đất 34 năm ánh sáng. Cùng lúc đó, trong di tích của các nền văn minh cổ như Ai Cập, Maya, Babylon đều phát hiện ra bích họa giống như vậy. Mặc dù phong cách khác lạ, thời gian thậm chí chênh lệch mấy nghìn năm, nhưng nội dung bức bích họa đều giống đến kinh người. Con người đã phát hiện ra Engineers. 2 năm trôi qua, Quaylen mắc bệnh nan y, đã tiêu tốn 1.000 tỷ đô la đầu tư vào phi thuyền Prometheus, đưa 17 thuyền viên bay tới hành tinh LV-223 để tìm Engineers. Trải qua 4 năm sau, cuối cùng con tàu cũng đã tới được đích. Điều khiển con tàu chính là người máy David. David đánh thức phi hành đoàn trong khoang ngủ đông, Vicker, con gái của Quaylen, nữ chính So và người bạn trai là Holoquay, cùng với những nhà khoa học hàng đầu các ngành. Tiếp đó Quaylen xuất hiện trong hình chiếu 3D. Ông ta nói, lúc này mình đã qua đời rồi. Đồng thời tuyên bố mục đích chuyến đi tìm bí mật về nguồn gốc của nhân loại. Ông cho rằng họ bất tử, ông muốn hỏi họ cách cho mình trường sinh bất tử. Chuyến đi này không đơn thuần chỉ nghiên cứu, Quaylen cần một cơ thể không bao giờ chết. Tiến sĩ Holoquay và So được vinh dự trở thành viên không thể thiếu được mời theo. Điều khiển con tàu sẽ là David, con robot hiện tại do Quaylen tạo ra. Anh ta thông minh đến mức hiểu được tất cả, nhưng chỉ không có cảm xúc mà thôi. Holoquay và So dựa vào tấm bảng đồ thiên văn. Sau khi phi thuyền tới hành tinh LV-223, mọi người phát hiện ở đây không có bất kỳ dấu vết nào của sự sống. Chính ngay lúc này, Charlie phát hiện một pháo đài khổng lồ giống như tự nhiên hình thành. Nơi này hoang tàn như sau một vụ cháy, chẳng còn sự sống gì cả. Bọn họ tìm thấy được một khối kiến trúc kỳ quặc. Vicker sợ chết, cô yêu cầu khi phát hiện ra thứ gì bất thường không được chạm vào, mà hãy báo lại ngay cho cô. Sau khi phi thuyền hạ cánh, nhóm người đã bắt đầu cuộc thám hiểm. Các nhà khoa học mang đồ bảo hộ và chuẩn bị bước ra khỏi tàu. Họ cùng nhau lên chiếc xe bắt heo đi vào kiến trúc. Nhìn vẻ bề ngoài thì nơi này dường như chẳng có sự sống nào cả. Nhưng một nơi không có sự sống làm sao lại xuất hiện một pháo đài như này chứ? Chỉ có thể là ai đã tạo ra nó chứ không thể nào là tự nhiên được. Lúc này đám người vẫn chưa biết được pháo đài này ẩn nấp nhiều nguy hiểm. Họ đã chính thức mở cửa địa ngục cùng combo bát canh mạnh bà đi kèm. Họ đi vào bên trong pháo đài cho phát thiết bị thăm dò. Thông qua thiết bị, những người trên thuyền đã phát thảo ra bản vẽ của pháo đài. Hơn nữa cũng phát hiện ra rằng không khí ở đây sạch hơn trái đất nhiều. Charlie bèn bạo gan cởi mũ bảo hiểm xuống. Anh chàng gợi ý mọi người nên cởi mũ ra. Mọi người thấy anh ta không sao cũng cởi theo, đúng là dễ thở hơn hẳn. Lúc này người máy David phát hiện trên vách đá có một vài nút bấm, những chất lỏng nhầy như lòng trắng trứng. Dựa vào sự hiểu biết ngôn ngữ cổ đại, David vuốt thử theo những đường nhầy đó, thì một loạt hình ảnh 3D xuất hiện chạy thoát thân. Những chiếc bóng này dường như vô hại mà chạy xuyên qua bọn họ, trong đó có một người chạy chậm nhất bị cửa đá kẹp đứt đầu. Đội viên thám hiểm lập tức chạy tới, quả nhiên đám người phát hiện ra một thi thể không có đầu. Kết quả đo lường hiển thị, thi thể này đã chết 2.000 năm rồi. Sau một hồi dùng đầu gối suy nghĩ, So quyết định đem thi thể về phi thuyền nghiên cứu. Hai đội viên khác thấy tình hình không ổn, đã sợ chết lựa chọn lập tức rời khỏi nơi này. Cùng lúc này David vô tình mở ra một cánh cửa và phát hiện đầu cái xác ở trong đó. Robot do thám lập tức bay vào trong quét bản đồ địa hình nơi này. Ngoài ra họ còn phát hiện dưới đất đặt đầy những chiếc bình, trên tường khắc một bức tranh hết sức tinh tế, đối diện còn có một bức tượng hình đầu người khổng lồ. Nhưng vì sự xuất hiện của những nhà thám hiểm đã phá vỡ cấu trúc khí quyển nơi này,
dẫn đến những chiếc bình bên dưới bắt đầu chảy ra một chất lỏng sền sệt màu đen. Những bức tranh trên trần đang dần mục nát. Lúc này một cơn bão đang đến và hình thành. Thuyền trưởng Janet phát ra thông báo có một cơn bão sắp ập tới. Ông yêu cầu bọn họ mau chóng rời khỏi nơi này và để ngày mai nghiên cứu tiếp. So tranh thủ thời gian dùng bao cao su gói lại chiếc đầu, nhưng không chú ý đến David đã lén lút gối theo một chiếc bình. Ngay lúc bọn họ rời đi, có một con ấu trùng đã chui vào vũng nước đen bên dưới. Cả nhóm tăng tốc chạy khỏi cơn bão, thành công trở về phi thuyền. Nhưng chính lúc này lại xảy ra một chuyện không ngờ đến. Đoàn của cô nàng So nhanh chóng quay về, đó chính là cái đầu người ngoài hành tinh bị rơi ra ngoài. Cô cố gắng giữ lấy cái đầu mặt cho gió cuốn nó đi mất. David thấy vậy đã bay ra kéo cô trở về phi thuyền an toàn. Nhưng khi đếm số lượng người thì lại thiếu Milburn và Phi Phiêu. Thì ra hai người họ lúc quay về đã bị lạc đường. Hai chàng trai khi này cũng không nhận ra, họ cứ quanh quẫn dưới cái hang trong này mà không biết cơn bão ngoài kia đang đến. Cơ trưởng đành trấn an hai người cố gắng ở lại giữ ấm, cho đến khi cơn bão đi qua sẽ đón họ về. Điều đầu tiên khi trở về, So liền bắt tay vào nghiên cứu chiếc đầu và đặt tên công trình nghiên cứu là Engineers. Cô tiến hành chụp cắt lớp rồi thông qua hệ thống phân tích, So phát hiện đây không phải là hộp sọ mà có thể là mũ phi hành gia. Họ tách chiếc mũ ra và phát hiện ra một chiếc đầu bảo quản nguyên vẹn. Kỳ lạ hơn là trên trán anh ta sản sinh ra những tế bào mới. Không ngờ rằng người ngoài hành tinh là có thật, chẳng những thế họ còn rất giống với con người ngày nay. Bọn họ bắt đầu tiến hành thí nghiệm, dùng ống tiêm chọc vào não bộ Engineers, sử dụng công cụ để kích hoạt các tế bào não, khiến anh ấy nghĩ rằng mình vẫn còn sống. Quả nhiên Engineers từ từ mở mắt ra. Victor nhìn thấy cảnh này run rẩy bước lùi về phía sau, nhưng anh ta nhanh chóng cảm thấy đau dữ dội. Họ không còn cách nào có thể ngăn cản được quá trình biến đổi này. Các nhà nghiên cứu hoảng sợ liền đưa Engineers vào cabin, não của anh ta liền phát nổ sau đó. Rồi xong luôn, biến thành tàu hủ non lá dứa hết luôn rồi. Bây giờ bọn họ chỉ có thể sử dụng những mảnh vỡ sót lại để nghiên cứu. So rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những tế bào Engineers trùng khớp hoàn toàn với ADN của con người. Kết quả này khiến mọi người kinh hãi, phải chăng đây là tổ tiên của chúng ta? Điều này có nghĩa là thuyết tiến hóa của Darwin đã bị lật đổ. Engineers mới chính là nguồn gốc tạo ra nhân loại. Ở bên này David đã mở chiếc bình dưới hầm mộ ra và lôi ra bốn lọ thủy tinh có chứa chất lỏng màu đen. David thử xem cái thứ đó là cái quái quỷ gì. Anh muốn biết công dụng của nó nên đã đi tìm Charlie thử nghiệm. Trong lúc Charlie không để ý, David đã lén bỏ chất lỏng vào trong ly. Anh ta liền thưởng thức mà không nghi ngờ gì. Hơi rượu cùng hương thơm của người đẹp, sao Charlie kiềm lòng cho được. Hai người đã cùng nhau lếu lều 69 tư thế trên phi thuyền. Lúc này hai người bị lạc vẫn chưa ra khỏi cấu trúc nhân tạo. Đã sợ ma nên tránh bộ xương hồi này rồi. Ai ngờ lại đây có cả bãi tha ma luôn. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thôi chừa cái tội sợ ma luôn rồi. Phát hiện chất lỏng mày đen bên trong những chiếc bình đều tràn ra ngoài. Họ vô tình đánh thức con giun trắng, trông rất giống con lươn béo tươi ngon. Ít ai biết được rằng con giun to trắng này, nó chính là con ấu trùng bé nhỏ bò vào chất lỏng đen dệt mà trở nên to lớn. Chúng biến đổi cả hình thái và khả năng săn mồi. Một đội viên thấy tò mò, vươn tay ra giao lưu với con rắn ngoài hành tinh. Kết quả lại bị nó cuộn lấy bẻ gãy tay phải, không có cách nào gỡ ra được. Phi Phiêu nóng lòng cắt đứt nó, không ngờ chất dịch bắn vào mũ anh, khiến chiếc mũ tan chảy. Rất nhanh chết vì chất độc mà con rắn ngoài hành tinh bị chặt đứt đầu. Lập tức mọc ra chiếc đầu mới, chui vào trong mặt nạ bảo hộ của phi hành gia. Hai người đồng đội lần lượt lãnh cơm hộp. Hết vai diễn, Charlie sau khi tỉnh dậy thấy có gì đó sai sai thì phải. Trong mắt mình có một con ấu trùng đang động đậy. Cơn bão đi qua, cả đoàn trở về khối kiến trúc lần nữa. Để nhanh chóng phải tìm bằng được hai người bị lạc kia. Bọn họ tìm được xác hai người nằm ở đây. Chuyện gì đó khiến hai người chết rất thảm. Đột nhiên con quái vật từ bên trong xác nhảy ra. Trong lúc mọi người cong mong bỏ chạy thì Charlie trở bên bất thường. So nhìn vào mắt của anh cảm thấy không ổn chút nào, liền dìu Charlie vội vàng rời khỏi. Còn David thì đã lén vào một căn phòng khác. David không những nhìn thấy rất nhiều chiếc bình, không chỉ vậy ở đây còn có hẳn nguyên bộ giáp của những người ngoài hành tinh. Bước vào bên trong là một căn phòng lớn xịn sò con bò. Có lẽ đây là phòng chỉ huy của pháo đài này. David ấn nút khởi động lại hệ thống mô tả chuyện đã xảy ra với nơi này, mà còn thông qua hình ảnh 3D phát hiện một bí mật kinh hoàng. Thì ra Engineers muốn mang những bình chất lỏng này để tiêu diệt địa cầu, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị chính nó hủy hoại. Đây có lẽ là một loại virus nào đó. Sau đó David đến một nhà kho và nhìn thấy thêm một Engineers khác đang ngủ đông. David liền kê lỗ tay lên để nghe thử, sau đó anh nở một nụ cười mãn nguyện. Charlie được đưa về tàu nhanh chóng, nhưng Victor lấy súng phun lửa ra ngăn chặn. Vì sự an toàn của cả đoàn, bản thân Holo quay cũng nhận ra mình phát bệnh. Anh chẳng bằng lòng để bản thân bị thiêu rụi. Còn So thì khóc tới ngất đi, nên cô được kiểm tra ngay sau đó. Điều đáng buồn là cô đã có thai với anh chàng Holo quay, mang hình hài của một con ấu trùng. So ngay người, cô đã làm phẫu thuật triệt sản rồi, không thể mang thai được.
với lại mới có nướng củ khoai hôm qua thôi, cái gì mà hôm nay có thai được cơ chứ, trừ khi đó là quái thai mà thôi. Trời ơi má này, tôi có nướng với bà đâu mà tôi biết được chứ. David ngỏ ý đưa So vào buồng ngủ đông để trở về trái đất, sau đó tiêm một mũi thuốc mê, còn So thì giả vờ ngất đi, nhân cơ hội đánh ngã nhân viên y tế để trốn ra ngoài. Cô tới khoang điều trị trí tuệ nhân tạo, cô bắt đầu bò vào buồng mổ để loại bỏ cái thai quái quỷ này. Thông qua sinh mổ, gắp ra một quái thai của quái vật, nó là một sinh vật gần giống với con mực, nó dọa cô sợ muốn chết. Phẫu thuật xong, cô nhanh chóng đóng nắp buồng mổ lại để trừ khử sinh vật gớm ghiếc này. Phi Phiu chỉ mới bị dính axit từ con giun trắng, anh ta chưa chết lại còn tìm tấn công những người trên tàu nữa. Trong trường hợp này cách anh chàng phải hợp lại để giết anh chàng Phi Phiu. Bên này So đã đi nhầm vào một căn phòng, cô kinh ngạc phát hiện nhà tài trợ phi hành đoàn là Quayland, thì ra ông ta vẫn chưa chết. Mục đích cuối cùng khi ông ta đầu tư vào phi thuyền này chính là muốn trường sinh bất tử từ Engineers. Còn David đã làm theo lời ông ấy, tìm được Engineers còn sống. Bây giờ Quayland muốn tự mình đi dò hỏi Engineers. So chịu đựng đau đớn quyết định đi cùng bọn họ, nhưng thuyền trưởng khuyên So đừng đi đến đó. Anh cho rằng khối kiến trúc là căn cứ quân sự, không may bị giết bởi chất lỏng màu đen dệt. Anh nhận thấy chất lỏng màu đen có thể là vũ khí gen của người ngoài hành tinh, nhưng So vẫn kiên quyết phải đi. Thuyền trưởng nói với cô, ở dưới nếu xảy ra chuyện gì nhất định không được đem nó về trái đất. Sau đó một nhóm người mặc đồ du hành bí mật đi tới khoang ngủ đông của người ngoài hành tinh. David thử đánh thức một Engineers trong lúc ngủ đông, thì ra đây chính là tổ tiên của loài người đây sao? Trong giây lát mọi người ngạc nhiên niệm chữ A mồm chữ O. Quayland bảo David thông dịch để hỏi anh ta làm thế nào trường sinh bất lão, và cố gắng giải thích cho đấng tối cao biết mong muốn của họ. Engineers từng đi tìm cái chết để chấm dứt sự bất tử mà không được. Thật không ngờ con dân này muốn cái thứ mà hắn ghét. Kết quả cho việc tìm kiếm ngớ ngẩn là David bị xé nát cái đầu. Quayland không cần trường sinh nữa mà đi thẳng xuống địa ngục bắt số đầu thai luôn. Con người rồi ai cũng phải chết, có người muốn chết còn không được. So nhân cơ hội trốn thoát, người ngoài hành tinh không thèm đuổi theo. Hắn khởi động lại phi thuyền, thiết lập tọa độ di chuyển đến trái đất. David nói cho cô biết Engineers muốn điều khiển con tàu đến trái đất, định hủy diệt tất cả bằng chất lỏng màu đen đó. Không khí ở trái đất là chất xúc tác để chất đen chảy ra vô tận. So vội vàng cầu cứu thuyền trưởng, nói với ông ấy, nếu người ngoài hành tinh đến được trái đất, thì toàn nhân loại sẽ bị hủy diệt. Thuyền trưởng không nói nhiều, trực tiếp khởi động phi thuyền, tự biến con tàu thành quả tên lửa, chuẩn bị đồng quy vô tận với người ngoài hành tinh. Nhưng Victor lại không muốn chết, cô ta khởi động khoang bệ phóng thoát ra ngoài. Con tàu khởi động cũng là lúc Victor tách ra khỏi nó. Cơ trưởng và con tàu cứ thế đâm vào phi thuyền của Engineers, tạo nên một vụ nổ lớn trên bầu trời, khiến Engineers và mọi thứ đều tan tành. Xác của con tàu rơi xuống khiến cho Victor và So chạy toát mồ hôi háng, nhưng Victor bị vấp ngã và không thoát được. Thôi xong lần này, cái kết của cô gái ích kỷ là dẹp lép như con tép. So thoát khỏi nguy hiểm nhưng lại bị chính nó đổ dạp vào người. Thần chết không thu nạp cô khiến con tàu đổ sập, chỉ chừa một chỗ hở lớn để cứu lấy chính mình. So vẫn chưa bị đè chết, cô nàng trở lại con tàu và nhanh chóng tìm cách khởi động lại tàu vũ trụ này. Con ấu trùng cô đẻ ra giờ nó lớn vãi cả trưởng, nó đang ẩn nấp trong con tàu nên cô nàng cầm búa phòng vệ. Lúc này giọng nói của David vang lên bảo cô hãy mau rời khỏi đó. Mà lúc này người hành tinh đại nạn không chết, tên khổng lồ cũng đuổi tới tóm lấy So. Hắn tấn công muốn giết chết cô. Cô dứt khoát mở cửa cho con ấu trùng thoát ra. Con quái vật tấn công cả hai bằng những cái thua mập địch. So giữ chân hắn ta lại nhân cơ hội đó chạy thoát, để lại tên Engineers chết đau đớn bởi sinh vật đó. Con quái vật này có hàm răng nhiều mà không hô cái nào. Nó nhe ra mờ lem tên Engineers, còn đá lưỡi lếu lều với anh trai sáu múi mờ lem này. Cô sau đó tìm thấy David chỉ còn lại cái đầu mà thôi. David nói rằng trên hành tinh này còn rất nhiều phi thuyền, anh ta có thể giúp So điều khiển một chiếc quay về địa cầu. So nói với David thay vì quay về trái đất, cô muốn đến chỗ của người khổng lồ để tìm hiểu vì sao bọn họ lại tạo ra con người chúng ta, nhưng lại muốn tiêu diệt hết con người. Sau đó gói David lại cả hai cùng rời đi. Cô gửi thông báo cuối cùng về tàu Prometheus rằng tất cả phi hành đoàn đã chết sau khi tới nơi đây. Đây là một hành tinh chỉ có chết chóc, và mọi người không nên tới đây thêm lần nào nữa. Cô vẫn tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc con người của mình. Cùng lúc này, bên trong cơ thể Engineers chui ra một con quái vật miệng rộng. Bộ phim đến đây kết thúc, nhưng có thể phần hấp dẫn tiếp theo vẫn còn tiếp tục. Bộ phim đến đây là hết rồi. Người ngoài hành tinh liệu có phải là tổ tiên của loài người hay không? Tại sao họ lại tạo ra chúng ta rồi lại muốn tiêu diệt hết đi? Chắc hẳn sẽ còn có phần sau để lý giải điều này. Sakura tin rằng ở trong dải ngân hà vẫn có những hành tinh có sự sống. Liệu chúng ta sẽ tìm ra họ trước hay họ sẽ tìm được trái đất trước đây? Lòng tham muốn trường sinh bất lão của Quayland đã tan thành mây khói. Đời người ai cũng sẽ chết mà thôi. Chỉ có điều đó sẽ làm chúng ta biết cách trân trọng cuộc sống này, trân trọng những người thân bên cạnh. Cuộc sống ngắn ngủi, đừng để bản thân tiếc nuối những gì đã qua bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura.
để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu!